những con chim cắn đuôi thì em nói rất nhiều trên livestream, tức là những con chim đấy thông thường là có tuổi rừng non đấy, nhưng mà có một ưu điểm là chúng chim nó rất tố chất, rất hung dữ đấy, cho nên là nó bị cắn đuôi vì bị các bác chùm lồng quá nhiều và nó bị bức lửa. Thế cho nên là các bác những chim đấy thì các bác nên nuôi những cây lồng rộng, tức là nên nhốt những cây lồng dưỡng 60 hoặc 80 và tuyệt đối không được chùm lồng nó ban ngày các bác nhá. Đấy, thứ hai nữa là các bác nếu chưa đó thì các bác nên dùng nước tắm hỗ trợ cho nó và nên tắm hàng ngày là nó tuyệt vời nhất các bác ạ. Ok chưa? Em chào 362 bác. Chim gãi mặt có phải lỗi hồng anh? Dạ không bác Phương Niu, những con chim gãi mặt đấy thì nó lỗi thế này này, tức là khi các bác vào đi thi mà vào top, nguyên tắc gãi mặt đấy, các em phân tích rõ nhá, nguyên tắc đây này, bình thường trong các vòng loại, thấy chưa, đi đấu dàn ấy, đi thi ấy, bình thường trong các vòng loại thì lỗi đạp mặt thì lỗi đơn giản, ok chưa? Nhưng khi vào top thì lỗi đạp mặt đó là lỗi nặng. Bởi vì sao? Vào top là ban trọng tài chấm mạnh tay và bắt chặt và tìm ra những chim hoàn thiện và không xảy ra lỗi. Và để cái lỗi đạp mặt đây nguyên tắc và hiểu theo nguyên lý thì đó là cái lỗi xỉa lông, ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì con chim nó thông thường nếu như nó ngứa lông cánh, lông đuôi thì nó sẽ lấy dùng mỏ để nó xỉa. Nhưng con chim nó ngứa lông mặt thì bắt buộc nó phải lấy chân nó đạp lên. Đó là về nguyên tắc. Cho nên cái lỗi đạp mặt đây về hình thức nó là nhìn thì nó rất nhạy cảm nhưng nó nguyên thủy nó là một cái lỗi xỉa lông. Đấy, cho nên là anh em nhiều anh em không hiểu ấy thì nó là đơn giản. Những cái người chơi chuyên môn ấy thì người ta mới hiểu được cái lỗi đạp mặt đó là chính thức là lỗi xỉa lông. Đấy đó nhá. Cho nên khi vào top, vào giải rồi ấy mà con chim đạp mặt, đây là một cái lỗi cứng. Đó nhá. Trong trường hợp các bác đạp mặt nhưng mà đấu tốt có chắc ché thì các bác vẫn có thể vượt qua được trước top 10. Còn sau top 10 thì nó vẫn lỗi chết bình thường. Đó nhá. Tức là từ top 40, 30, 20 nếu như đạp mặt mà có ché thì các bác vẫn đi tiếp. Nhưng đã vào top 10 để sát chung kết mà đạp mặt là các bác thua. Đấy các bác ạ. Cho nên là cái lỗi này nó cũng rất là nhạy cảm và nó tùy thuộc vào trận đấu. Đấy, cho nên các bác phải hiểu về cái lỗi đạp mặt nó như vậy. Vậy nhé.